Mình là Trường An đến từ bản tin hóng trên kênh Mặt Ngọc TV. Sau khi khiến cho cộng đồng mạng dậy sóng vì quyết định làm lại cuộc đời thì mới đây, người đẹp Nam Em lại khiến cho khán giả càng bất ngờ hơn khi xuất hiện với mái tóc ngắn. Trên trang cá nhân, Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long năm 2015 gây chú ý với hình ảnh tóc tém cực chất cùng với dòng chia sẻ "Anh men rồi em ơi". Trong khi đó, trên trang Instagram cá nhân, Nam Em cũng đăng tải khoảnh khắc này cùng với dòng trạng thái "Xin lỗi mọi người, em tóc ngắn rồi". Quyết định bất ngờ của Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long khiến cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng. Hình ảnh này của Nam Em lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng với hơn 3.000 lượt yêu thích và hàng trăm bình luận chỉ sau ít phút đăng tải. Một vài người hâm mộ vẫn bày tỏ sự tiếc nuối với hình ảnh Nam Em xinh đẹp dịu dàng trong mái tóc dài. Một số người dùng chia sẻ: "Tiếc quá chị ơi, em thích chị như xưa hơn à. Thôi rồi, mái tóc dài năm ấy. Em nhớ mái tóc dài và nụ cười của chị. Sao Nam Em lại cắt tóc vậy?" Bên cạnh đó, người hâm mộ của giọng ca vai phụ cũng mong muốn cô tiết lộ lý do từ bỏ mái tóc dài. Đồng thời, mọi người hy vọng Nam Em sẽ có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn sau khi thay đổi ngoại hình. Trước đó, Nam Em từng gây chú ý khi chia sẻ lại hình ảnh quá khứ cùng dòng trạng thái: "Nếu được chọn lại, tôi chỉ muốn làm một người lính. Hạnh phúc là khi có cơm để ăn, có nhà để ở và có trách nhiệm với bản thân và xã hội. Những năm qua tôi đã làm gì? Xin lỗi, tôi đã sai. Từ nay tôi sẽ làm lại cuộc đời được không?" Sau dòng tâm sự, Nam Em nhận về rất nhiều lời động viên từ khán giả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi bản tin hóng ngày hôm nay. Các bạn cũng đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube Mật Ngọt TV để luôn cập nhật những thông tin mới nhất và hot nhất trong ngày nhé. Bye bye.